Hôm nay tiếc rồi mình đi ra ngoài. Hôm nay bây giờ đang đi siêu thị mua ít bánh mì. Chị sẽ quay cho mọi người coi ha. Đây là cái quầy mà bán các loại hạt với lại các đồ khô nấu chè, hay là có cả gạo, các loại ngũ cốc và có các loại hạt đường. Đây là hoáng mì, cái này là hoáng mì là cái kiểu như gạo màu vàng đấy. Gạo ngũ cốc. Gạo. Đầy đủ các loại gạo ấy. Những cái gạo mà có con cá vàng này, gạo này ngon. Gạo này hơi đắt một tí nhưng mà ăn cơm rất là ngon. 168 tệ là cái này. Túi này bao nhiêu nhỉ? Này. Cái túi này là 10 cân rồi phải. Không thấy ghi trọng lượng ở đây. Táo đỏ. Đây mọi người ăn táo đỏ bên này vừa nấu những cái loại như là chè hoặc là uống trà, người ta cũng dùng táo đỏ hoặc là hầm gà các thứ. Cho vào cái này. Ở bên cái này là mộc nhĩ nhá. Mộc nhĩ lại nhỏ. Mộc nhĩ này ở bên này các bạn biết làm sao, người ta ăn rất là thường xuyên. Ăn có khi rửa sau đó luộc lên ý, sau đó làm như kiểu salad luôn. Tại vì ăn cái này thì nó làm cho cái các cái mạch máu nó thông huyết, máu lưu thông không bị đông máu, nên là ăn cái này rất là tốt. Mọi người nếu mà thích ăn mộc nhĩ ấy, thì nên thường xuyên ăn mộc nhĩ nhá. Dầu bên kia là các loại mì, ở bên này ăn mì rất là nhiều. Cho mọi người coi mì như thế nào nhá. Mì bên này nó không phải mì như mì ăn liền như Việt Nam mà bằng bột mì. Bột mì sau đó khô sau đó để. Cái này có khoảng xem là trọng lượng 1 ký là 0.5 ký hoặc là một túi khoảng 900-850 gram. Ăn mấy cái này thì nó đảm bảo sức khỏe. Các loại bột mì, bột gạo, bột các kiểu đây, làm bánh mì hay các thứ để mua mì ở đây, muối rồi các cái loại gia vị. Đây là nước tương, ở bên này nước tương đu các loại mà để kho thịt rồi nước màu các thứ ấy, rất là nhiều. Các cái loại gia vị, quay một vòng cho các bạn coi nhé. Đây là đường. Mì ăn liền với các loại xúc xích. Nên mình không ăn mì ăn liền. Cà phê. Hôm nay bây giờ mọi người đang ở đây chuẩn bị bán hàng Tết nên là rất là đông hàng nhiều. Đây là chỗ mà bán những cái hàng kiểu mỹ phẩm gội đầu các thứ. Động tóc, đầu, cắt móng tay hay khác thì cũng giống ở Việt Nam. Đồ dành riêng cho các em bé đánh răng, bông tai này. Nói xong là siêu thị cái gì cũng có, Việt Nam mình cũng thế.
Hôm nay bột ngọc trai. Ồ không, từ đây. Không. Để nó kì gì. Bình như là dưỡng da thì phải. Cái hãng này nó có cả cái gì nhỉ? Cái bột da chân da tay. Cái hãng này nó có cả băng vệ sinh dành cho phụ nữ. Hãng này giờ nó sản xuất khá nhiều. Giấy với lại mấy dụng cụ trong nhà bếp, kem đánh răng. Bạn biết ở bên này kem đánh răng nó thịnh hành với loại nào không? Dạo này ở bên này nó thịnh hành với loại mà có baking soda ấy, đánh trắng răng với loại này này. Baking soda giá tầm khoảng 18 tệ này, 19 tệ, 17 tệ, 20 tệ tùy vào cái số lượng to nhỏ nữa. Toàn bộ đây là kem đánh răng. Bên này hàng nội địa dùng rất là nhiều. Những cái hàng mà hàng nhập cũng ít. Cái này mà các bạn biết, cái kem đánh răng của Vân Nam ấy, dạo này cũng rất là nổi tiếng. Có cái vị lẩu ấy, các bạn coi quảng cáo thì mình thấy ở trên mạng ấy, mấy bạn quảng cáo là có cái vị mùi của lẩu, kem đánh răng vị của lẩu ha. Cái này bỏ ở Vân Nam đánh cũng rất là sạch và khá nổi tiếng. Cái to 210 gram là 38 tệ. Rồi, quay vậy thôi cho mọi người coi xem ha.